Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước ở cái phần trắc nghiệm ở cái đề số 1 thì thầy đã giải cho các em 16 câu rồi. Có đúng chưa nào? Và các em tự giải phần tự luận này đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở các câu ở phần tự luận các em nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu đi câu số 7. Câu số 7. Tự luận gồm 7, có 7 điểm các em. Nó gồm có 5 câu nha. Từ câu số 7 đến câu số 11. 7A. Ta thực hiện cái phép tính sau A này. Cái đề cho phép thầy sẽ không ghi lại nha, còn riêng các em thì bắt buộc phải ghi lại rồi. Và chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện, thầy sẽ bắt đầu thực hiện bước thứ nhất luôn nha. Trước khi thực hiện thì thầy sẽ phân tích đề và hướng dẫn các em cần phải làm như thế nào. Ở đây này, nếu mà tính theo thứ tự thực hiện các phép tính đó, theo chương trình lớp 6 thì chúng ta được học là gì? Nếu có dấu ngoặc thì chúng ta sẽ thực hiện dấu ngoặc trước, được chưa nào? Thì trong dấu ngoặc thì chúng ta phải thực hiện theo thứ tự là lũy thừa, rồi gì nữa các em, nhân chia rồi tới cộng trừ. Như vậy ở đây nó có ngoặc thì bình thường ta sẽ thực hiện cái ngoặc này trước, đúng không? Sau đó tới chia ở đây, sau đó mới phép cộng ở đây. Nhưng cái bài này nó có cái điều đặc biệt, đó chính là gì? Các em thấy có cái 5 phần 11 này nó giống nhau không? Giống nhau nên thầy sẽ đặt 5 phần 11 ra chung. Các em có hiểu chưa nào? Như vậy thì bước đầu tiên, như vậy thì ở đây thầy sẽ lấy âm 3 phần 4 cộng 2 phần 3, có được chưa nào? Và thầy sẽ cộng với gì các em? Cộng cộng với trừ ở đây thì nó sẽ thành trừ 1 phần 4 và cộng 1 phần 3, và tất cả chia cho 5 phần 11, có được nè. Đó, sau đó thầy sẽ tính cái ngoặc này ra, tính cái ngoặc này ra được bao nhiêu. Ok. Như vậy thì ở đây các em thấy này, tiếp tục thầy sẽ nhóm hai này thành một nhóm nhé. Thầy làm rất chậm em nhé. Âm 3 phần 4 trừ cho 1 phần 4 cộng ở đây là 2 phần 3 cộng 1 phần 3, có được không nào? Và chúng ta sẽ chia cho 5 phần 10 11. Và ở đây các em thấy rằng là cái ngoặc này cùng mẫu nè, cùng mẫu 4 thì các em sẽ lấy âm 3 trừ âm 1 thì bằng âm 4, âm 4 chia cho 4 thì kết quả ở đây là bằng âm 1. Tương tự như vậy thì ở đây cùng mẫu 3 thì em lấy 2 cộng 1 bằng 3, 3 chia 3 bằng bằng 1, ở đây cộng 1 chia cho 5 phần 10 11, có đúng chưa nào? Như vậy A này âm 1 cộng 1 thì bằng 0 chia cho 5 phần 10 11 thì kết quả ở đây A này sẽ bằng bằng 0. Rất là dễ hiểu, được chưa? Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu B các em nhé. Đối với những cái bài này thì rất là dễ các em, nên chúng ta cần phải lấy điểm những cái bài này. Chứ những bài này mà các em không làm đúng nữa thì thôi, không thể nào mà đạt được kết quả cao được. Các em rõ chưa nào? Ta đi sang câu 7B các em. Chúng ta thực hiện phép tính ở đây. Rồi, thôi để thầy sẽ ghi cái đề lại luôn nha. Rồi, B bằng này. Các em thấy ở đây nó không có dấu ngoặc nên chúng ta sẽ thứ tự thực hiện này. Ta phải tính lũy thừa trước, nghĩa là chúng ta phải xử lý chỗ lũy thừa này. Sau đó tới nhân chia, nghĩa là phép chia ở đây và phép nhân ở đây. Sau đó cuối cùng là chúng ta thực hiện phép cộng ở đây. Nghĩa là theo trình tự cái phép tính là chúng ta phải thực hiện đúng theo trình tự như thế thì cái bài này nó mới ra được. Như vậy 3 chia cứ để đó đi. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ khai triển lũy thừa này ra. Như vậy âm và mũ chẵn thì chắc chắn sẽ ra dương. Âm 3 mũ 2 thì bằng bằng 9, có đúng nào? 2 mũ 2 thì bằng bằng 4, cộng ở đây 1 phần 9 nhân cho căn 1 2 của 36, thì ở đây căn 2 36 thầy đưa ra luôn nha. Thì nó sẽ bằng mấy em? Bằng 6 đúng không nào? Tại vì 36 thì sẽ bằng là 6 mũ 2 thì căn 1 2 của 6 mũ 2 thì bằng 6. Ok. Cái này thầy tạm thời thầy bỏ chỗ đây nha. Các em thấy này, thực hiện phép chia và nhân ở đây. Như vậy 3 chia chia thì sẽ là nhân nghịch đảo. Các em hiểu nào? Thì bây giờ chia thì trở thành là nhân. Ở đây là 4 phần 4 phần 9 cộng 1 phần 9 6 ở đây, có được không? Như vậy B này
3 nhân cho 4 phần 9 thì ở đây chúng ta thấy là 3 với 9 chúng ta rút gọn. Như vậy ở đây 3 đây trừ tiêu thì dưới mẫu còn 3, như vậy kết quả ở đây còn 4 phần 3. 1 phần 9 nhân với 6 thì ở đây chúng ta nghĩa là nhân vô thì trở thành là 6 phần 9. 6 phần 9 chúng ta thu gọn ở tử và mẫu chúng ta chia cho 3 thì kết quả ra được là 2 phần 3. Thì ở đây nó cùng mẫu thì ra được là đây là 6 phần 3 thì kết quả ở đây là bằng 2. Đó. Các em hiểu tại sao chỗ đây là 2 phần 3 mà. Thầy nói lại chỗ đây này, 1 phần 9 nhân 6 thì bằng 6 phần 9. 6 phần 9 thì chúng ta chia cả tử và mẫu cho 3, nếu chúng ta rút gọn cho tới tối giản á thì cái này còn lại là 2 phần 3. Có được chưa? Ok. Như vậy thì chúng ta đã được 1 điểm rồi các em. Mỗi câu như vậy là được 0,5 điểm nhá. Nhưng mà chúng ta không được làm bỏ bước. Mỗi bước người ta chấm là 0,25 điểm. Tại vì ở đây thầy làm hơi dài này. Cho người ta làm thì thầy nói các em là có nhiều cái chúng ta xem mà chúng ta không biết người ta làm như thế nào. Người ta làm rất là tắc và người ta không có sự giải thích trong đó. Và khi thầy vào thầy thì thầy chắc chắn sẽ giải thích à tại sao như thế này, tại sao như thế kia, thì sẽ giúp được cho chúng ta rất là dễ hiểu. Có đúng chưa? Ta đi sang câu số 8 em nhé. Ta có câu 8 cùng 1 điểm không? Câu A tìm x. Cái bài tìm x này luôn luôn có trong đề thi em nhé. Lưu ý hết sức. Khi chúng ta ôm thì không biết là ra ở dạng nào, nhưng phần tìm x chắc chắn sẽ có 100%. Thầy nghĩ như thế. Âm 2 phần 3 chia cho x cộng 5 phần 8 bằng âm 7 phần 12. Thì đối với dạng này á, thì em thấy này, x ở phía bên đây, thì các em nên chuyển vế đổi dấu cái số đây. Nghĩa là cái dương 5 phần 8 này, các em chuyển qua đây đổi dấu giùm thầy. Còn cái âm 2 phần 3 chia x cứ giữ lại bên đây. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta tương đương nè, âm 2 phần 3 chia x, cái nào chuyển vế thì đổi dấu, mà cái nào không chuyển thì giữ nguyên. Nhưng mà chúng ta mục đích của thầy là chuyển cái dương 5 phần 8 này qua bên đây, đổi dấu từ đây qua bên đây này, hiểu nè. Như vậy trở thành trừ 5 phần 8. Âm 2 phần 3 x cứ để đó đi, chia x nhé. Để chia x cho các em nhé. Như vậy thì ở đây các em sẽ tính ở bên đây. Các em hiểu nè. Bằng cách chúng ta chỉ quy đồng, hoặc là chúng ta không biết là giáo viên của các em đã cho sử dụng máy tính chưa, thì nếu mà không sử dụng máy tính thì chúng ta tính ngoài nháp. Còn ở đây thầy sẽ dùng máy tính, thầy sẽ bấm cho nhanh các em nhé. Ok, được chưa? Âm 7 phần 12 trừ 5 phần 8. Không phải là thầy lười tính mà thầy phải quay clip nhanh. Tại vì không phải là thầy ôn tập cho một mình khối 7 không, mà từ khối 6 cho tới khối 11 các em. Rất là mất thời gian của thầy và công việc thầy rất là nhiều. Âm 29 phần 24 em. Quan trọng là cái phương pháp làm thôi. Trong những cái này để ngoài nháp thì các em vẫn tính được đúng không? Âm 29 phần 24. Có được chưa? Tới như này thì chúng ta xử lý như này này. Các em nhìn đây này. Các em nhìn đây này, nhìn nhìn đây, thầy làm như nào để cho các em dễ hiểu nhất. Để thầy lấy một tờ giấy nháp. Chờ một xíu này. Đây các em này. Cái công thức này. Ví dụ như ở đây chúng ta có là A chia X bằng B đúng không? Thì nếu như cái này á thì thầy viết như này, trở thành A chia X bằng B như này. Thì đầu tiên, bước đầu tiên là để tìm X này, thầy sẽ lấy X nhân lên đây. Nhưng mà lấy A sẽ bằng là B nhân X. Thì khi đó X này sẽ bằng là A chia B. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ viết trở thành là A chia B như thế này. Thầy giảng cái này hiểu cái nào, sau đó thầy áp dụng vô. Có được chưa nào? Như vậy thì tương ứng này, thầy sẽ để công thức ở đây. Như vậy các em coi âm 2 phần 3 này, âm 2 phần 3 này đó chính là A. Còn âm 29 phần 24 đó chính là B. Đây là chia x này. Như vậy khi đó x này sẽ bằng A chia B. A chia B này, thấy chưa nào? Đó. Nó phải có cái tại sao nó ra như vậy, chứ không là các em bảo nói sao thầy lại biết được là như thế ha? Thầy có giải thích đàng hoàng nha các em nhé. Có được chưa? Rồi, như vậy x này sẽ bằng, thì các em thích tính thì chia đây thì chúng ta nhân nghịch đảo không. Còn cái này chúng ta tính được nên thầy chỉ việc bấm ra kết quả luôn cho các em đối chứng thôi. Còn phương pháp thì thầy đã để cho các em thấy rồi đúng không nào? Được chưa? Như vậy kết quả ở đây sẽ là bằng 16 phần 29 em. Ok. Như vậy người ta đã được 0,5 điểm rồi đó.
Đó. Chúng ta sẽ đi sang câu B. Ok. Hiểu chưa? Rồi câu B em nha. Câu 8B em. Ở đây người ta cho là 2x cộng 3 bình phương bằng 25. Bây giờ thầy hỏi các em này, bao nhiêu bình phương thì bằng 25 nhỉ? Cái nhìn đây thầy phân tích trong đề một xíu này. Có phải là 5 bình phương thì bằng 25 và đồng thời âm 5 bình phương cũng bằng 25. Có đúng chưa? Ở đây 2x cộng 3 bình phương bằng 25, chứng tỏ chúng ta sẽ cho 2x cộng 3 thì bằng 5. Với lại trường hợp thứ hai là 2x cộng 3 bằng âm 5. Tất cả nó đều ra bằng 25. Như vậy bài này nó sẽ ra được hai trường hợp. Em có hiểu không nào? Tại vì đối với chương trình lớp 7 thì chúng ta chưa học hàng đẳng thức, nên thầy không dám chỉ hàng đẳng thức để chúng ta phân tích ra nó có bình phương và giải phương trình trong đó, mà chúng ta bắt buộc phải phải hiểu như thế này. Bao nhiêu bình phương thì bằng 25 thì đó chính là có hai trường hợp, 5 với lại âm 5 bình phương đều bằng 25. Như vậy chúng ta sẽ cho cái ngoặc này. Không, như vậy chúng ta chia thành trường hợp 1. Như vậy chúng ta có 2x cộng 3 này bằng 5. Thì cả cái anh này là bằng 5 thì 5 bình phương sẽ bằng 25, đúng. Em hiểu không nào? Đấy, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tương đương là 2x. Chúng ta chuyển cái dương 3 này qua bên đây đổi dấu. Như vậy chúng ta lấy 5 trừ 3 tương đương tiếp, như vậy 2x sẽ bằng 5 trừ 3 thì bằng bằng 2. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra x này các em lại sẽ lấy 2 chia 2 sẽ bằng bằng 1 nha. Trường hợp 2 chúng ta có là 2x cộng 3 sẽ bằng bao nhiêu em? Bằng âm 5. Có đúng chưa? Bằng âm 5 thì chúng ta cũng giải tương tự như vậy thôi. Như vậy 2x chúng ta chuyển cái dương 3 này qua đổi dấu trở thành từ 5 trừ 3. Được chưa? Như vậy 2x sẽ bằng là âm âm 8. Thì từ đây chúng ta suy ra x này sẽ bằng âm 8 chia cho 2 thì sẽ bằng âm âm 4. Kem rồi chứ nào? Sau đó chúng ta kết luận vậy. Phải có vậy game nhé. Vậy x ở đây sẽ bằng mấy em? X sẽ bằng 1 hoặc x sẽ bằng âm âm 4 thì cái bài toán nó sẽ thỏa mãn. Có được chưa? Ok, nghe chỗ đây là hoặc em nhé. Hoặc hoặc trường hợp này, hoặc trường hợp kia, nghĩa là trường hợp x bằng 1 thế vào chỗ này nó vẫn đúng. Không tin thì chúng ta thử thử lại thử nha. Có phải là x bằng 1 thì em lấy 2 nhân 1 thì bằng 2, cộng 3 thì bằng 5, 5 bình phương thì bằng 25. Tương tự như vậy chúng ta thế vào, chắc chắn nó sẽ ra đúng trong đó. Được chưa? Ok. Chúng ta sẽ đi sang câu 9 em nhé. Rồi, chúng ta đi sang câu số 9 em. Clip hôm nay chắc có lẽ thầy sẽ quay tới câu số 9 em nhé. Còn clip tiếp theo thì thầy sẽ quay cho các em ở câu số 10 và câu số 11. Được chưa nào? Quan điểm của thầy là quay cái thời lượng nó tầm khoảng 15 đến 20 phút là chúng ta xem nó không bị ngán em. Cho nên nếu mà quất lên khoảng 30 phút cho tới 40 phút là các em xem clip là thầy nói các em rất là ngán ngẩm và các em sẽ rất là chán. Thầy nghĩ như thế. Và đường nào thì thầy cũng sẽ quay vào ngày mai thì sẽ có cho em học là được. Đúng chưa? Rồi, ta đi sang câu số 9 này. Cho đồ thị hàm số ở đây là y sẽ bằng là m trừ 1 phần 2 x. Với m là hàm số và m ở đây phải cái điều kiện ở đây là m phải khác 1 phần 2. Được chưa nào? Đi qua cái điểm A. Cái điểm A của chúng ta là 2, 4. Được chưa nào? Câu A người ta yêu cầu các em là xác định m. Ha, cái câu này rất là dễ các em. Thầy nói tại sao dễ này, thầy giải quyết cho các em câu A trước. Để đi tìm m này, tại vì cái đồ thị hàm số này đi qua điểm A. Khi mà đi qua điểm A thì khi đó hoành độ và tung độ của nó sẽ thuộc, ở đây hoành độ là x và tung độ là y, thì khi đó ở đây là x sẽ bằng 2 và y bằng 4. Kem thế vào chỗ nào có x chúng ta thế, chỗ này là bằng 2 này, chỗ này y bằng 4. Sau đó chúng ta sẽ giải ra được để tìm ra được m. Em hiểu chưa này? Rồi, ok, chúng ta sẽ có lập luận nè. Vì cái hàm số y bằng m phần 1 phần 2, m trừ 1 phần 2 x không? Đi qua cái điểm A có tọa độ là 2, 4. Đúng nào, tọa độ là 2, 4. Nên chúng ta sẽ suy ra khi đó x sẽ bằng 2 và y này sẽ bằng bằng 4. Chỗ nào mà có x chúng ta sẽ thế bởi là số 2 và chỗ nào có y chúng ta thế bởi số 4. Đó là chúng ta ghi là thay vào
thay vào công thức. Như vậy y này thì thay vào là số 4 em. Xin lỗi. Số 4 sẽ bằng là m trừ 1 phần 2. Ở đây là x thì thầy sẽ thay bởi là số 2. Miệng thì nói mà tay thì làm một nẻo thêm. Rồi ok. Như vậy chúng ta chia 2 vế cho 2 thì đây chúng ta tương đương thì ở đây sẽ còn 2 và đây còn 1 thì chứng tỏ đây sẽ là m trừ 1 phần 2. Có được không nào? Như vậy thì bây giờ chúng ta để tính m thì các em sẽ chuyển cái âm 1 phần 2 này qua đổi dấu. Như vậy 2 đổi dấu thì sẽ trở thành là cộng 1 phần phần 2, đây là m. Thầy sẽ viết m trước cho nó dễ nhìn. 2 cộng 1 phần 2 thì các em lấy 2 nhân 2 đây bằng 4, cộng 1 đây sẽ bằng 5 phần 5 phần 2. Em hiểu không nào? Đấy, ok. Như vậy chúng ta kết luận đây vậy. M sẽ bằng 5 phần phần 2. Câu B này. Đây, câu A thì giải như này có hiểu không nào? Câu B các em. B người ta yêu cầu các em làm như này. Vẽ cái đồ thị hàm số để cho với giá trị M tìm được câu A, tìm trên đồ thị hàm số điểm có tung độ là bằng 2. Điểm có tung độ bằng 2 nghĩa là y bằng 2 thì dễ rồi. Bây giờ thầy sẽ vẽ trước nha. Như vậy thì khi đó cái hàm số trở thành. Như vậy bây giờ y bằng, hồi nãy chúng ta giải ra m bằng ở đây là 5 phần 2 nên thầy thế vào chỗ này này. Như vậy ở đây trở thành 5 phần 2 trừ 1 phần 2 không? Ở đây là gì em? X. Như vậy y này nó sẽ bằng là gì em? 5 phần 2 trừ 1 phần 2. Như vậy 5 trừ 1 là bằng 4, 4 chia 2 là bằng 2. Như vậy chứng tỏ nó là 2x. Cái hàm số của ta đấy. Bây giờ để vẽ cái đồ thị hàm số này thì chúng ta sẽ cho điểm thôi. Lưu ý là cái đồ thị hàm số này đi luôn luôn đi qua đâu em? Luôn luôn đi qua góc tọa độ O. Thì chứng tỏ đầu tiên ta sẽ cho điểm x sẽ bằng 0 thì suy ra y này sẽ bằng 0, thì đây chính là góc tọa độ O. 0 0 x bằng 0, thế ở đây 2 nhân 0 thì y bằng 0. Và các em luôn luôn nhớ thầy là cho thầy là x bằng 1 thì suy ra y sẽ bằng 2. Và đây một điểm điểm A nào đó bất kỳ ấy. Thử lấy khác điểm A đi, đây chính là điểm B đi ha. 1 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng thước, chúng ta sẽ vẽ. Đó nè. Dễ không em? Rất là dễ hiểu đúng không? Chẳng có gì gọi là phức tạp cả. Khi chúng ta nắm được cơ bản thì mọi bài toán chúng ta sẽ giải quyết được. Ở đây là tung độ, đây là hoành độ à, đây là góc tọa độ O, chắc chắn đi qua điểm đây rồi này. X ra bằng 1 thì y ra bằng 2. Ở đây là 1, ở đây là 2. Chúng ta xác định cái điểm này. Khi chúng ta đưa thước thì chúng ta phải căn song song này, thấy không? Thấy chưa cho nào? Chúng ta đưa qua đó, nó song song với cái trục tung. Ta ấy bằng nét đứt nha, chứ không được bằng nét liền em nhé. Đó. Giao tại đây thì đây chính là điểm B này, có tọa độ là 1 2. Như vậy chúng ta nối O với B lại thì đây chính là cái đồ thị hàm số y bằng 2x. Đó là dạng một đường thẳng em. Hiểu chưa? Được chưa nào? Bây giờ người ta có thêm một ý nữa là tìm trên đồ thị hàm số tìm trên đồ thị hàm số trên điểm có tung độ, điểm có tung độ bằng 2, nghĩa là đây này các em. Tung độ bằng 2 nghĩa là y bằng 2 này thì chứng tỏ x bằng 1, chứng tỏ đây chính là điểm B. Như vậy thì trên cái đồ thị hàm số điểm có tung độ bằng 2 nghĩa là y bằng mấy, nghĩa là y bằng 2. Thì khi mà y bằng 2 thì chúng ta suy ra x này sẽ bằng mấy? Bằng 1. Thì các em ghi là đây là đó là cái điểm B chúng ta cần tìm, đó chính là 1 2. Ok, xong. Bài số 9 nha, cái đề bài. Rất rõ ràng, rất dễ hiểu đúng chưa? Được chưa nào? Đó. Đây.
Câu A các em. Câu B. Nhớ vì cái dạng đồ thị này thì phải cho x bằng 0, y bằng 0 và cho x bằng 1 và để suy ra y. Ta tìm chỉ cần hai điểm là chúng ta nói lại là chúng ta sẽ ra được cái đồ thị hàm số đó thôi. Được chưa? Ok, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái câu số 10 và câu số 11 em nhé. Câu số 10 là thuộc về toán hình và câu số 11 là cần phải cái bài này dành cho học sinh khá giỏi. Chúng ta cố gắng làm xem được hay không nhé. Cảm ơn em đã luôn luôn tin tưởng thầy và đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông, nhớ click quảng cáo ủng hộ thầy, chia sẻ bài giảng và like comment tích cực em nhé. Ok, cảm ơn em, bye bye nha.